Hello, mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2019. Và ngày hôm nay thì con xin giới thiệu các chú một số giò giả hạt rừng. Một số thì con biết dùng miền, một số thì không biết dùng miền nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn La, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với cô chú một số hình cây. Mã số 1 của chú, đây là chậu di linh hè. Và giá tiền tất cả là bằng hoa sổ nha cô chú. Đây là mã số 1. Đã thất ngọn rồi nè, hai thân. Giá tiền là 550.000. Đây là mã số 1. Di linh hè nha cô chú. 550 giờ mã số 1. Dài được khoảng có 31 32 xăng rồi. Còn một thân nữa là được khoảng 17 xăng. Mã số 1, 550.000, hai thân. Mã 1, cây rất là mập với nhau chú, 550.000. Đây là mã số 2 của chú, chỗ này cũng là dây hạt di linh hè luôn. Rất là nhiều kỳ nha chú. Mặt hoa này cũng tương đối là đẹp đó. Và giá của nó là 450.000. Giờ mã số 2, giá hạt di linh hè. Mã số 2, 450. Bốn cho 50.000, đây là mã 2 nha cô chú. Cô chú là muốn nhẹ cước thì nói con sẽ lột chậu ra cho nó nhẹ cước. Chú 3 cô chú, đây là giò dây hạt Bắc Lào. Giá tiền nó là 500.000. Đã thắt ngọn rồi nha cô chú. Và đang tuột lá này, chuẩn bị hoa. Đây là giò mã số 3, dây hạt Bắc Lào. 500.000 mã số 3. Phần này nó dài được khoảng có 60 xăng rồi chú. 500.000 giờ mã số 3. Dạ Bắc Lào. 500. Đây là giò dây hạt Lào lá mít, mã số 4 của chú. Giá của nó là 450.000. Cây mẹ nó vẫn còn đang đi ngọt nha chú. Lá rất là to luôn. 450.000. Đây là giò giá hạt Lào nha cô chú. Giá tiền là 450.000. Giờ này chắc con sẽ bỏ cái miếng gỗ ra cho nhẹ cước nha cô chú. Con có được khoảng 30 xăng rồi. Đó, 30 xăng thôi chú. Và cái cọng dài nhất thì được khoảng 105 cm. Giá tiền của giò này là 450.000 giá hạt Lào. Mã số 4. Lào mã số 5 nha cô chú. Nhìn mấy cái mầm thôi là rất là đẹp luôn cô chú. Mầm lá rất là to. Rễ nó bám rồi. Và đây là giò mã số 5. Giá tiền là 1.500.000 nha cô chú. Nó có 5 thân mẹ chưa hoa, 5 thân già chưa hoa nha cô chú. Số cây thì đang tuột lá nè. Chưa hoa luôn. Vậy có thể kích kỳ. Hoặc là mình muốn xem mặt hoa thì mình kích hoa hoặc là kích kỳ vô. Tại vì 5 thân này nó đã tuột lá hết rồi. Và giá của nó là 1.500.000. Mã 5. Đây là mã số 6 của chú. Có một mầm giá tiền là 300, có một thân nha cô chú. Và giờ này thì cô chú nào muốn nhẹ cước nó con sẽ lột ra, tại vì rễ nó mới bám thôi. Và giờ mã số 6 thì giá tiền là 300.000 nha cô chú. Mã 6 300.
và cọng này là dài được khoảng có 35 xăng. Mã số 6, 300.000. Cạn của chú, giá tiền là 800. Nó cộng thắt ngọn lên rất là ú luôn. Giá tiền là 800.000 thôi chú. Đây là nhà Bắc Cạn, tầm con thì đang lên, con chuẩn bị lên nha cô chú. Giờ là thân vàng luôn nè, nó rất là đẹp. Cọng này vẫn còn đang đi ngọn luôn. 800.000. Giờ Bắc Cạn, mã số 7, 800. Và cọng này dài được khoảng có 83 xăng rồi chú. 800.000. Mã số 7, 800. Đây là giò nhà Bắc Cạn nha cô chú. Mã số 8, đây là giò Đắc Lây của chú. Đắc Lây giò mã số 8, giá tiền là 1 triệu. Nè, hai thân nè. Còn đây đang có một cọng này, nó dài được khoảng cỡ 70 xăng hơn cô chú. Mã số 8, giá tiền là 1 triệu nha cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Cây này vẫn ở đây đi ngọn nè. Nó đang đi ngọn nè cô chú. Giá tiền của nó là triệu. Đây là giò mã số 8, cây rất là đẹp luôn. Là mã số 9, giá tiền là 650.000 nha cô chú. Một số thân già này chưa hoa nè, đang sưng mắt nè. Đây, một số kia đang lên nè, hồng con nha cô chú. Nó có hai thân, hai tên này dài được khoảng từ 35 đến 40 xăng. Có một số rất là nhiều thân ơi, chưa hoa nha cô chú. Và giá tiền của nó là 650.000. Đây là mã số 9. Giờ này thì cũng không biết dùng miền. Mã 9, 650. Và mã số 10 nha cô chú. Một mầm đang lên nè. Và một số kỳ ở trên cái thân giả nè cô chú. Và có ba thân là chưa hoa. Ba thân đều chưa hoa nha cô chú. Đây là mã số 10. Giá tiền của nó là 1 triệu. Đây là giá rừng của vùng Lai Châu. Giá 1 triệu nha cô chú. Ba thằng này đều chưa hoa nha cô chú. Giá 1 triệu. Rồi mã số 10. Mã số 11. Đây 600 nha cô chú. Đây là mã số 11, không biết dùng miền. 600.000 mã số 11. Và cộng dài nhất là được khoảng 55, cộng chút xe là 40. Đây là giờ mã số 11, giá tiền là 600. 600.000 đồng chút mã số 11. Mã số 11 của chú, giá tiền của nó là 300.000. Này, một thân nè, 300, mã 11, còn bây giờ khoảng có 30 xăng, 300.000. Và có một số thân dài chưa hoa nha chú. Mã 11, 300, không biết chung miền. Là mã số 12 của chú, giá tiền là 300.000 luôn. Một mầm và một thân dài chưa hoa, 300, đây là giò mã số 12. Và đây là giò rừng mã số 13 của chú. Có một số kỳ ở thân nè, một thân, đây là một số thân già nó chưa hoa nha cô chú. Con này con đã kích rồi nè, và nó đã ra kỳ và ra rễ rồi. Giá của giò mã số 13 là 1 triệu. Nó khoảng 4-5 thân nha cô chú. Giá là 1 triệu mã số 13. Còn bây giờ là khoảng 40-50 xăng. Giá là 1 triệu, mấy thân già chưa hoa nha cô chú. Đây là mã số 14, giá tiền là 600.000 nha cô chú. Một mầm đang lên nè, cái mầm này nó bị hư ngọn rồi. Cộng dài nhất là được khoảng, cộng dài nhất nó đã đang tuột lá nha cô chú. Giá tiền là 600. Cộng này cái ngọn nó cũng bị hư rồi, nhưng mà nó vẫn phát triển bình thường nha cô chú. Nó đang tuột lá dần dần nè, để mình kích, mình có thể mình kích mình lấy kỳ hoặc là mình xem hoa. Giá tiền của nó là 600.000. Rễ nó bám rất là tốt rồi nha cô chú. Đây là giò mã số 14, 600. Mã 15 của chú, giá tiền là 200. Về là khoảng có 35 xăng nha cô chú.
Vẫn còn đèn đi ngọn luôn. Giá tiền là 200. Giờ mã số 15. Mã 16 giá tiền là 700 nha cô chú. Có một số kỳ và một số mộng gốc nè. 700 nghìn. Giờ này thân vàng nè cô chú. Cái cọng này dài được khoảng 1 mét đó nha cô chú. 90 xăng mới ngang ngửa thôi, chắc cọng này dài được 1 mét đó. Rồi cô chú nào muốn nhẹ cước nói con sẽ lột chậu ra trước khi gửi đi. Và mình về có thể mình cắt kỳ ra, mình trồng lại, mình ghép lại. Đây là giờ mã số 16 của chú. Giá là 1 triệu. Xin lỗi chú, giờ mã số 16 này giá tiền là 700 nha chú. Mã 16 giá tiền là 700. Đây là giờ mã số 17, hai mầm con lên rất là đẹp luôn. Mầm tán lá rất là to. Và nó có hai thân là chưa hoa nha cô chú. Hai thân già chưa hoa. Đây là mã số 17, giá tiền là 600 nghìn. Hai thân này đó là chưa hoa. Giá là 600. Mã 17. Mã 18 của chú dưới này đang sưng mắt nè. Chưa hoa luôn, một số thân này chưa hoa. Và đang có một số kỳ nè. Giá tiền của dòng số 18 này là 600. Mã 18 nha chú, không biết trùng miền, giá tiền là 600 nghìn. Đây là giờ mã số 19, giá tiền là 800. Nó có một thân mới thắt ngọn là dài được khoảng cỡ 70 xăng hơn nha chú. Khoảng 90 xăng luôn á. Nó thân, nó là thân vàng luôn nè chú. Hai thân. Giá tiền của nó là 800 nghìn. Đây là giờ mã số 19, 800. Hiện tại những lô giá rừng này thì cũng không còn nhiều nha chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và Hoa Lan xin chào cô chú.